Sáng nay, Sở Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao quyết định số 999 ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Vũ Quang Thắng, Phó Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, giữ chức Giám đốc Sở Công Thương, thời hạn 5 năm kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đề nghị, trên cương vị công tác mới, đồng chí Giám đốc Sở Công Thương tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực của bản thân, nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động của Sở, đoàn kết, thống nhất, đưa tập thể Sở Công Thương ngày càng phát triển vững mạnh. Đồng thời, chủ động rà soát các chức năng nhiệm vụ của ngành để đôn đốc thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công thương, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.